Mời quý vị và các bạn theo dõi tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Phường Trưng Trắc có vị trí trung tâm của thị xã Phú Yên với dân số 11 vạn người. Thực hiện nghị quyết Đảng ủy phường, những năm qua, nhân dân trên địa bàn đã khai thác thế mạnh, tích cực đầu tư phát triển dịch vụ thương mại nhằm góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Cơ cấu kinh tế của phường đã chuyển dịch tích cực theo hướng dịch vụ thương mại, sản xuất tiểu thủ công nghiệp và chế biến lương thực thực phẩm. Theo thống kê, toàn phường có trên 1.800 hộ kinh doanh dịch vụ thương mại, sản xuất tiểu thủ công nghiệp với các ngành nghề chủ yếu, sản xuất đồ gỗ, cơ khí, xây dựng, vận tải, kinh doanh tổng hợp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của phường Trưng Trắc luôn duy trì ở mức cao. Tổng giá trị kinh doanh dịch vụ thương mại tiểu thủ công nghiệp hàng năm đạt gần 130 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt gần 30 triệu đồng một người một năm, hộ nghèo chỉ còn 0,4%. Ủy ban nhân dân phường đang tiếp tục khuyến khích các hộ dân đẩy mạnh phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi và cơ chế thông thoáng khuyến khích phát triển các doanh nghiệp và kinh tế hộ cá thể, nhằm đưa kinh tế xã hội phường Trưng Trắc tiến bước vững chắc, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập là tiêu chí rất quan trọng trong Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xác định được tầm quan trọng đó, nên thời gian qua, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường luôn quan tâm thực hiện và phấn đấu giữ vững tiêu chí này. Xã đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ bà con nông dân tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung phát triển các ngành nghề, dịch vụ thương mại tại địa phương. Bên cạnh đó, khuyến khích người dân tiếp cận, nắm bắt các thông tin về dịch vụ xuất khẩu lao động nước ngoài và đi lao động trong nước, từng bước nâng cao cơ cấu, chất lượng lao động nông thôn, góp phần duy trì tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên. Đồng thời, triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo, nâng cao thu nhập người dân một cách bền vững thông qua các chương trình hỗ trợ về vốn, áp dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt trên 31 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,56%, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhằm góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Sông Lô vừa điều tra làm rõ đối tượng gây ra vụ cướp tài sản trên địa bàn xã Lãng Công, huyện Sông Lô. Trước đó, tại đường tỉnh lộ 307 thuộc xã Lãng Công, huyện Sông Lô, anh Nguyễn Quốc Dân, sinh năm 1992, trú tại xã Lãng Công, huyện Sông Lô, bị một nhóm thanh niên gồm 4 đối tượng đánh gây thương tích nhẹ. Sau đó có một đối tượng cướp của anh Dân một điện thoại di động nhãn hiệu Sony trị giá 1 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại, công an huyện Sông Lô đã tập trung lực lượng điều tra xác minh và nhanh chóng làm rõ thủ phạm cướp điện thoại của anh Dân là Trần Anh Tuấn, sinh năm 1996, trú tại xã Đồng Quế, huyện Sông Lô. Tại cơ quan công an, đối tượng Trần Anh Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Sông Lô đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Chuyển sang phần tin trong nước. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 10, Bộ Công Thương đã chính thức công bố nội dung Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP vừa được 12 nước thành viên đi đến thống nhất gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam. Như vậy, sau một thời gian đàm phán khẩn trương và kéo dài 5 ngày, dự kiến ban đầu chỉ là 3 ngày, các bộ trưởng đã đạt được đồng thuận về tất cả các vấn đề còn tồn tại, trong đó có những vấn đề quan trọng như mở cửa thị trường, sở hữu trí tuệ, các quy định về lao động, doanh nghiệp nhà nước. Chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định TPP sau hơn 5 năm đàm phán. Hiệp định TPP được coi là hình mẫu cho hợp tác kinh tế khu vực trong những năm đầu của thế kỷ 21. Hiệp định bao gồm 30 chương, đề cập không chỉ các lĩnh vực truyền thống như hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, mà còn cả các vấn đề mới như thương mại điện tử, tạo thuận lợi cho dây chuyền cung ứng doanh nghiệp nhà nước. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa, gồm cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư phương tiện thủy nội địa, hỗ trợ hoạt động khai thác vận tải và dịch vụ vận tải thủy nội địa. Cụ thể, về cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư phương tiện thủy nội địa, sẽ miễn lệ phí trước bạ đối với phương tiện thủy nội địa chở khách tốc độ cao và phương tiện thủy nội địa vận tải container. Ngoài ra, nhằm hỗ trợ hoạt động khai thác vận tải và dịch vụ vận tải thủy nội địa, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào nguồn lực địa phương sẽ trợ giá hoặc hỗ trợ chi phí cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy nội địa. Miễn tiền vé đối với trẻ em dưới 6 tuổi, giảm giá vé đối với người có công với cách mạng, người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng, người cao tuổi, học sinh sinh viên là công dân Việt Nam. Phát biểu tại cuộc họp báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chiều mùng 6 tháng 10,
Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi Nguyễn Xuân Dương cho biết, Cục đã kết hợp với các nhà khoa học cho ra sản phẩm que thử chất cấm tạo nạc trong chăn nuôi lợn. Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thừa nhận, thời gian qua ngoài việc sử dụng chất tạo nạc trong quá trình chăn nuôi lợn, một số người dân còn bơm nước vào lợn để tăng trọng lượng. Có ý kiến cho rằng cần phải phạt nặng hơn nữa để răn đe các hành vi dùng chất tạo nạc và bơm nước vào lợn gây nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng. Tuy nhiên, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, hiện đã có nhiều chế tài để xử phạt, trong đó có những biện pháp như tiêu hủy sản phẩm thu được. Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng kiến nghị cần phải hình sự hóa các trường hợp vi phạm nghiêm trọng. Theo Nghị định số 86-2015 NĐ-CP của Chính phủ, quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021, có 15 đối tượng được miễn học phí, trong đó có người có công với cách mạng, trẻ em học mẫu giáo. Nghị định cũng nêu rõ nguyên tắc xác định học phí. Cụ thể, đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập, mức thu học phí phải phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng hàng năm. Học phí của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định của Chính phủ được xác định trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành và lộ trình tính đủ chi phí đào tạo. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ tiến hành đợt cải tổ nội các lần thứ hai kể từ khi ông được bầu làm Thủ tướng Nhật vào tháng 12 năm 2012. Lần cải tổ nội các này diễn ra trong bối cảnh uy tín của ông Abe và chính phủ bị giảm sút. Đặc biệt, khi ông Abe vẫn kiên định lập trường thúc đẩy dự luật an ninh mới và vấp phải sự phản đối của nhiều đảng phái đối lập và một bộ phận dân chúng. Mặc dù dự luật đã được thông qua, dự kiến trong 19 thành viên của nội các hiện nay, khả năng có 8 thành viên, trong đó có chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Asotaro, Bộ trưởng Kinh tế, Ngoại trưởng Fumio Kishida, là những nhân vật có khả năng vẫn lưu nhiệm trong đợt cải tổ nội các này của ông Abe. Theo các nhà phân tích, cuộc cải tổ nội các lần này không nằm ngoài mục đích tiếp tục nhằm thúc đẩy phát triển nền kinh tế đang suy thoái của Nhật Bản, tăng cường ảnh hưởng của Nhật Bản đối với thế giới. Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố muốn tránh leo thang bạo lực thành một cuộc đối đầu vũ trang với Israel tại Đông Jerusalem và bờ Tây. Phát biểu của Tổng thống Abbas được đưa ra tại cuộc họp của Tổ chức Giải phóng Palestine PLO, trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa thông báo một loạt các biện pháp an ninh, gần như một chiến dịch quân sự quy mô lớn. Ông Abbas cho biết đã thông báo với phía Israel về quan điểm này, đồng thời khẳng định đã chỉ thị cho các lực lượng an ninh và phong trào chính trị Palestine tránh leo thang xung đột cả về chính trị và an ninh. Nhà lãnh đạo PA thể hiện mong muốn đạt được một giải pháp hòa bình qua con đường ngoại giao nhằm tránh nguy cơ gia tăng những tổn thất do tình hình hiện nay. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng thừa nhận đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công nhằm vào khách sạn Anqua, nơi đường giới chức cấp cao Yemen sử dụng làm căn cứ ở phía tây ngoại ô thành phố Aden, cũng như nhằm vào vị trí của Liên quân Ả Rập do Ả Rập Xê Út đứng đầu. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội Twitter, IS nói rằng đã tiến hành 4 vụ đánh bom liều chết nhằm vào các mục tiêu trên. Theo IS, 2 vụ tấn công nhằm vào các trụ sở của chính phủ Yemen tại khách sạn Anqua hôm 6 tháng 10 do hai đối tượng Abu Sa'an Adani và Abu Muhammad Ansari lái xe chở bom tiến hành. Trong 2 vụ còn lại cùng ngày, các tay súng IS đã lái xe thiết giáp gài bom xông vào trụ sở chiến dịch trung tâm của Liên quân Ả Rập và một vị trí quân sự của các tiểu vương quốc Ả Rập UAE. Trước đó, nhân chứng đã cho biết khách sạn Anqua đã bị bốc cháy sau khi trúng 3 quả rocket. UAE đã lên án vụ tấn công, đồng thời cáo buộc phiến quân Houthi là thủ phạm. Thủ tướng Pháp Marine Le Pen nói rằng những người đã tấn công các nhà lãnh đạo của Air France phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Tuyên bố này được ông Van đưa ra khi tới trụ sở của Air France ở gần sân bay Charles de Gaulle ở thủ đô Paris. Thủ tướng Pháp nhấn mạnh, hành động bạo lực là không thể chấp nhận được. Trước đó, hàng trăm nhân viên của Air France đã tập trung tại cổng và đốt vào trụ sở hãng này, nơi cuồng hội đồng việc làm ngày 5 tháng 10, sau khi hãng này tuyên bố sẽ cắt giảm 2.900 việc làm. Sau vụ việc này, Thủ tướng Pháp đã kêu gọi đàm phán giữa các nhà lãnh đạo và nhân viên Air France. Ông cũng khẳng định chính phủ Pháp sẽ hỗ trợ nỗ lực của hãng này để biến đổi tình hình khó khăn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tin cuối ngày của Đài Phát thanh và